Vào 14 giờ 20 chiều nay theo giờ Nga, tức là 18 giờ 20 phút tối nay theo giờ Việt Nam, Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2022 đã chính thức khai mạc tại công viên Patriot, ngoại ô thủ đô Moscow của Liên bang Nga. Đây là sự kiện thể thao quân sự có quy mô lớn được Liên bang Nga tổ chức với sự đăng cai các môn thi đấu của nhiều quốc gia. Đoàn quân đội Việt Nam do Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự lễ khai mạc. Với gần 300 đội tuyển đến từ gần 37 quốc gia vùng lãnh thổ, Army Games năm nay thu hút số lượng lớn các nước tham gia, cũng như mở rộng phạm vi tổ chức tại 12 nước, trong đó có Việt Nam. Đối với hơn 6.000 quân nhân đến từ 37 quốc gia, đây là cơ hội tốt để cọ sát, kiểm tra và nâng cao khả năng, trình độ huấn luyện và kỹ năng làm chủ vũ khí khí tài. Năm nay, quân đội các nước sẽ cùng nhau thi tài, thể hiện kỹ năng của mình trong 34 nội dung thi tại các thao trường của 12 quốc gia. Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2022 tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhiều nước, trong đó Việt Nam đăng cai tổ chức cuộc thi vùng tai nạn trong khuôn khổ hội thao. Đây cũng là lần thứ 5 Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia và tranh tài ở 10 nội dung thi đấu bao gồm xe tăng hành tiến, đội quân văn hóa, tiếp sức quân y, đột phá đặc biệt, kỹ năng thành thục, xạ thủ chiến thuật, kinh tuyến, vùng tai nạn, môi trường an toàn và bếp dã chiến. Đoàn Việt Nam đã có một kỳ Army Games 2021 rất thành công và đang đặt quyết tâm cao nhất tại đấu trường Army Games 2022. Tham gia Army Games là cơ hội để quân nhân Việt Nam học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nhất là việc tiếp cận và sử dụng các loại vũ khí trang bị mới hiện đại của quân đội các nước, qua đó góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, khẳng định vị thế của quân đội Việt Nam với bạn bè quốc tế. Trương Nhung đưa tin từ Moscow, Liên bang Nga. Trước đó vào sáng nay tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc cuộc thi vùng tai nạn trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2022. Dự lễ khai mạc có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban tổ chức cuộc thi tại Việt Nam, Chuẩn Đô đốc Subochin Andrei Nikolaevich, đại diện ban tổ chức Hội thao quân sự quốc tế 2022 của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Cùng dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus và tùy viên quốc phòng các nước có các đội tuyển tham dự. Đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam đăng cai tổ chức cuộc thi vùng tai nạn trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế. Cuộc thi năm nay có sự tham gia của các đội tuyển đến từ 6 quốc gia. Cùng với đội tuyển của Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Mali, Liên bang Nga và nước chủ nhà Việt Nam, năm nay Cộng hòa Congo và Cộng hòa Liên bang Myanmar lần đầu tiên cử đội tuyển tham gia. Phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban tổ chức, chào mừng các đoàn tuyển thủ quân đội các nước đã có mặt tại Việt Nam tham dự cuộc thi. Hội thao quân sự quốc tế năm 2022 được tổ chức trong bối cảnh đại dịch COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát. Với quyết tâm, nỗ lực của Bộ Quốc phòng Việt Nam, sự phối hợp, tham gia của các nước, công tác chuẩn bị cho cuộc thi vùng tai nạn trong khuôn khổ hội thao năm 2022 đã được chuẩn bị tốt, đáp ứng các yêu cầu của hội thao. Hội thao là dịp để quân nhân chúng ta cọ sát, rèn luyện kỹ năng, tích lũy thêm kinh nghiệm trong sử dụng trang bị, khí tài, phục vụ cứu hộ cứu nạn. Không chỉ vậy, hội thao còn là dịp để giao lưu văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt là bạn bè quốc tế hiểu biết nhiều hơn về văn hóa đất nước, con người và quân đội nhân dân Việt Nam. Đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Chuẩn Đô đốc Subochin Andrei Nikolaevich tin tưởng quá trình thi đấu trong hội thao năm nay sẽ tiếp tục có thêm nhiều kỷ lục mới được thiết lập và nhiều khoảnh khắc ấn tượng của ý chí và sức mạnh của các đội tuyển. Đoàn Nga xin chúc mừng ban tổ chức, các vận động viên và các vị khách nhân dịp khai mạc cuộc thi trên đất nước Việt Nam mến khách và xin chúc thành công cho các vận động viên. Sự khách quan của những trọng tài và ấn tượng không bao giờ quên cho khán giả. Lễ khai mạc tại Việt Nam được tổ chức trang trọng với các chương trình nghệ thuật đặc sắc, công phu, giới thiệu tới bạn bè quốc tế bản sắc văn hóa đất nước, con người và quân đội nhân dân Việt Nam. Ban tổ chức đã trao cờ lưu niệm cho đội tuyển các nước tham gia cuộc thi vùng tai nạn. Sau lễ khai mạc,
các đại biểu đã đến tham quan không gian văn hóa lịch sử nước Nga và triển lãm Một thoáng Việt Nam. Nằm trong khuôn khổ Army Games 2022 tổ chức tại Việt Nam, triển lãm Một thoáng Việt Nam là không gian trưng bày, giới thiệu về truyền thống, sự phát triển và hội nhập quốc tế của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng như các tác phẩm nghệ thuật, mỹ thuật, thể hiện văn hóa, bản sắc, con người Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chương trình lễ khai mạc sẽ được phát sóng từ 20:40 trên truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Kính mời quý khán giả và các đồng chí đón xem. Ngay sau lễ khai mạc, nội dung thi đấu vùng tai nạn trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế năm 2022 đã chính thức khởi tranh. Và đúng với tính chất của bộ môn phối hợp tiếp sức, cuộc so tài đáng chờ đợi nhất trong ngày thi đấu đầu tiên với sự góp mặt của đội đương kim vô địch Nga và đương kim Á quân Việt Nam đã diễn ra kịch tính và hấp dẫn. Kịch tính, căng thẳng trong từng chướng ngại vật, mỗi tuyển thủ đều phải nhanh hơn, mạnh hơn, luôn nỗ lực để bám đuổi, đạt thành tích tốt nhất trong trận thi đầu tiên của vùng tai nạn. Điều kiện thời tiết nắng nóng đã tác động trực tiếp đến thể lực của các tuyển thủ. Song, điều đó không làm giảm đi quyết tâm của các đội tuyển và từng tuyển thủ. Đội tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi ở tuyến dập lửa và lối đi bị bịt. Tinh thần cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả càng làm cho bầu không khí ở Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 trở nên sôi động. Hôm nay có rất là nhiều đồng nghiệp, bạn bè từ Nga đến với tôi vào ngày hôm nay để ủng hộ, để cổ vũ cho đoàn Nga. Và ngay bây giờ thì đoàn Nga thì đang thi đấu và chúng tôi rất là hào hức, rất là hy vọng trong những trận sau này thì hai đội thì sẽ thắng, cả Nga lẫn Việt Nam sẽ thắng. Sự thuần thục trong sử dụng các khí tài và xử lý tình huống cứu nạn đã giúp nhà đương kim vô địch Liên bang Nga vươn lên dẫn trước ở nhiều tuyến. Song, bản lĩnh thi đấu của những tuyển thủ Việt Nam đã được đền đáp xứng đáng. Kết quả sơ bộ, đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành bài thi của mình ở vị trí thứ nhất với thời gian là 42 phút 52 giây. Ở vị trí thứ hai là đội tuyển Nga với thành tích là 43 phút 30 giây. Rất tự hào về các vận động viên của anh em phải thi đấu trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhưng các đồng chí đã rất là đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, đặc biệt là hiệp đồng qua các cái vật cản rất nhịp nhàng. Cho nên là thành tích của ngày hôm nay chúng tôi còn phát huy nhanh hơn so với quá trình chúng tôi luyện tập. Sau bài thi này thì ngay tối nay thì đội chúng tôi sẽ tiếp tục họp chiến thuật để đưa ra những cái phương án tối ưu nhất để bước vào chặng 2 và chặng thứ 3 làm sao để giành được huy chương vàng. Trong ngày hôm nay, khán giả cũng chứng kiến màn tranh tài hấp dẫn giữa đội tuyển Belarus và Myanmar. Kết quả chung cuộc, đội tuyển Belarus hoàn thành phần thi sau 43 phút 49 giây. Ở vị trí thứ hai là đội tuyển Myanmar với thành tích là 54 phút 08 giây. Ở trận thi đấu thứ ba vào chiều nay, giữa đội tuyển Mali và Congo thi đấu trong điều kiện thời tiết về chiều thuận lợi hơn. Kết quả sơ bộ, đội tuyển Mali hoàn thành phần thi sau 66 phút 25 giây. Ở vị trí thứ hai là đội tuyển Congo với thời gian là 87 phút 26 giây. Kết thúc trận thi đấu đầu tiên, Việt Nam tạm thời dẫn đầu, xếp sau là các đoàn Liên bang Nga, Belarus, Myanmar, Mali và Congo. Vào sáng mai, bước vào trận thi đấu thứ hai, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Congo ở lượt thi đấu thứ nhất. Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam vào 8 giờ sáng mai. Diễn ra song song với các cuộc thi đấu trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế lần thứ 8, AMI 2022, được Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Patriot ở ngoại ô Moscow từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 8. Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự diễn đàn. AMI 2022 có sự tham gia của đại diện 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, cũng như hơn 1.500 doanh nghiệp và tổ chức công nghiệp. Diễn đàn này là một trong những triển lãm vũ khí, trang bị kỹ thuật quốc tế có quy mô lớn, trình diễn trên thực địa vũ khí, trang bị kỹ thuật lục quân, hải quân và không quân. Trong một tuần, sẽ có gần 300 sự kiện được tổ chức, bao gồm các cuộc hội thảo bàn tròn, hội nghị, cùng hàng chục cuộc họp, các buổi giới thiệu ra mắt vũ khí, khí tài, quân trang, quân dụng mới. Liên tiếp được tổ chức từ năm 2015, AMI 2022 đang trở thành điểm kết nối và thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa công tác nghiên cứu, phát triển, chế tạo và sử dụng trang thiết bị vũ khí, khí tài quân sự, đồng thời đang dần trở thành một sự kiện quốc tế nổi bật hàng năm về công nghiệp quốc phòng, thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới.